trò chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng đến với chương trình trò chuyện đêm khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta được phát định kỳ từ 21:30 đến 22:30 mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Và hôm nay thì chúng ta đang đến với chương trình thứ hai của năm Mậu Tuất. Trong chương trình đặc biệt đêm mùng 1 Tết thì chúng ta đã cùng nghe câu chuyện, những câu chuyện tản mạn trong mùa xuân, những điều mà chúng ta chia sẻ cùng nhau. Và quý vị đã được nghe những thính giả ở khắp mọi nơi, trên mọi miền đất nước đã nghe, đã quan tâm yêu mến chương trình. Và có những thính giả mặc dù chỉ nghe lại trên online hoặc là nghe vào giờ phát sóng của chương trình ngay lúc này trên trang web của đài thì cũng đã gắn bó với chương trình cả một khoảng thời gian dài. Đó là những động lực rất lớn đối với những người thực hiện chương trình. Và Phương Huyền còn biết là ở đâu đó có rất rất nhiều những thính giả người Việt của chúng ta ở nước ngoài cũng theo dõi Trò Chuyện Đêm Khuya và các chương trình khác của đài. Thì hy vọng rằng bước qua năm mới này thì Trò Chuyện Đêm Khuya cũng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành của quý vị, chia sẻ những vấn đề của quý vị. Chúng ta có bất kỳ điều gì không thể giải bày cùng với ai thì hãy cùng đến với Trò Chuyện Đêm Khuya, và chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai cũng sẽ là người đồng hành cùng với quý vị. Bây giờ thì cho Phương Huyền xin được bắt đầu kết nối với vị thính giả đầu tiên của tối hôm nay. Dạ, alo. Alo. Dạ, xin chào chị ạ. Phải Phương Huyền không ạ? Dạ, đúng rồi chị ạ. Mình tên là Cathy á. Dạ. Mình gọi từ nước ngoài về. Mình muốn cô Mai cố vấn mình vấn đề mình không có gỡ được á. Cảm ơn chị. Phương Huyền vừa nhắc, bởi vì nhiều khi thực hiện chương trình xong á, thì có những thính giả ở nước ngoài nhắn nghe rất là nhiều chương trình của FM. Thì không ngờ năm mới lại gặp được chị. Chị đang ở đâu chị ạ? Đang ở Úc. Dạ. Chị như vậy, chị nghe chương trình được lâu chưa? Cũng mới đây à. Chắc cũng có một vài tuần. Vài tuần đây thôi. Về trên vấn đề mà mình nghe nhiều vấn đề dạy con, rồi nói chung chung về sức khỏe, rồi tình cờ thì cái này bên YouTube nó giới thiệu cái này, bật lên nghe thấy hay, xong rồi nghe thấy cô Mai có vấn tâm lý á. Dạ. Hay quá thì nghe ghiền luôn. Thật ra thì em được thính giả nhắn tin ở Mỹ nhiều hơn, là thính giả ở Mỹ nghe khá nhiều, còn thính giả ở Úc, người Việt mình ở Úc thì lần đầu tiên được nghe chị nói, và lại là một người để gọi về cho chương trình luôn. Dạ, rất là vui. Và hy vọng rằng đêm nay thì những vấn đề của chị sẽ được gặp cô Mai để phần nào đó giải tỏa chị ha. Có lẽ mình sẽ bắt đầu chương trình luôn ạ, bắt đầu câu chuyện của chị luôn ạ. Chị đang gặp vấn đề gì nè? Vấn đề về gia đình ở Việt Nam á. Nói chung là mình ra Úc được 25 năm. Thì trong thời gian đầu thì cũng nếu mình ra thì mình tạo dựng lúc đó cũng còn nhỏ, chừng 19 tuổi. Thì mình ra bỡ ngỡ thì mình phải làm bên cuộc sống, rồi cũng lúc đầu cũng mới gửi về Việt Nam giúp gia đình á. Tại lúc mình đi cũng vì gia đình kinh tế cũng nghèo, thành ra mình hy sinh mình đi. Thì mình đi thì mình nghĩ là mình sẽ giúp gia đình để vực dậy cả một cái gia đình á. Tại gia đình mẹ thì có đông con thì nói chung thì thời gian khoảng chừng 5-7 năm sau khi mình ổn định thì mình cũng có đem tiền về Việt Nam, gửi về Việt Nam rất nhiều. Thứ nhất là mình cất nhà cho mẹ, rồi giúp anh chị em và ba đứa con sau của mẹ là nuôi ba đứa em sau á. Thì cho ăn học, rồi đến khi nó học nghề, rồi cưới chồng gả vợ, thì tất cả những cái vấn đề đó là mình lo hết. Nói chung là lo cho mẹ nhiều lắm. Nhưng mà thời gian lần sau này nè,
cái kiểu như bất hòa gia đình rồi kiểu thì không có giúp đỡ nữa, mà kiểu như mình muốn làm không có giống như đặt cái gánh nặng về gia đình xuống á. Dạ. Nói chung là không 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 Có không nghĩa á, là không rồi lo tại hết nếu mà mình mọi cứ làm mọi theo việc. Dạ. Dạ, chị nói đi ạ. nếu mà mình cứ làm theo như vậy hoài, họ cứ ỷ lại, Dạ. thì từ anh chị em bây giờ ai cũng có gia đình hết rồi, thì tại mình là người chi ra cho gia đình lo hết, từ anh chị em, và bảo lãnh qua đây, mẹ cũng qua đây chơi, rồi anh chị em thì mình cũng bảo lãnh qua đây cũng du lịch, rồi làm kiếm tiền cũng vài năm, rồi về cũng kiếm, cũng mỗi người cũng ổn định cuộc sống, cũng mua được nhà rồi người nào cũng mua được đất cất nhà rồi ổn định, nhưng mà kiểu giống như là khi làm như vậy á, mình xong rồi họ 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 không có có cảm ơn, mà kiểu như mình làm cái gì theo cái ý của mình thì họ phật ý á, phật lòng á, thì kiểu như họ họ trở mặt, rồi mẹ mình cũng không có theo hùa theo như vậy á, muốn kiểu tại vì họ họ nói sao ta, có một đứa em sau á, đứa em mà đứa con gái đó, nó có chồng ở ngoài 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 Hội An, xong rồi nó gia đình nó không hạnh phúc, rồi chồng nó hút chích, thì nó quay lại bên nó sẽ 10 năm rồi, nhưng mà nó muốn dứt khoát cái gia đình ra để nó đi quay lại trong này, chứ nếu mà nó dính vào đó thì nó sẽ bị nghèo khổ hoài, mà chồng nó hút chích nó khổ lắm, nó không có, nó kêu em là phải giúp đỡ để cho nó vô được cái trong này, khi mà giúp đỡ vô trong này thì gia đình anh chị em thì cứ đổ lỗi là nó tại cái thì suối nó bỏ chồng này nọ đi vô trong này. Chị Nhưng ơi. mà thật lòng mình nói là mình không có suối, tại vì nó là tự cái nó cái chuyện gia đình nó là nó tự quyết định, không có ai quyết định cho nó hết, cuộc đời nó là nó quyết định, chính cái thì là người khuyên nó là nên hàn gắn lại để con nó có cha đó, thì khi nó vô trong này thì cả gia đình giống như hất hủi đánh đuổi nó đi về ngoài kia, thì theo thì không đồng với quan điểm đó, thì nói là dù sao nó vô đây cũng bơ vơ một mình thì không ai giúp hết, từ mẹ có nhà nhưng mà mẹ cũng không cho nó về, mà nó phải đi mướn nhà, rồi nó khổ nó không có tiền, nó vô không có tiền thì ta thì phải gửi tiền để giúp đỡ nó, rồi mua xe mua đồ cho nó, cho có tiền nó mua xe rồi mướn nhà mướn. Thành ra bây giờ giống như là mình thấy vậy là bất công cho nó quá, thì các thì phải giúp đỡ nó. Thì bây giờ đại khái là bây giờ mình không có lo cho mẹ nữa, tại vì mẹ nói là cái nhà đó là để cho thằng Út, mà trong khi á là nhà thì các thì nói là nhà nhà của chung, thì không nên để một đứa nó phải là chia ra, ví dụ như mẹ giờ già rồi thì phải giống như là phải, ví dụ như thằng Út ở thì nó phải thói tiền lại để mà chia cho hai đứa kia, nó chưa có phần nào đó thì giúp đỡ mấy đứa nghèo, thì không chịu thì các thì nó không không nuôi mẹ nữa, thì rút tiền lại là không nuôi nữa, nhưng mà ở đó thì họ đồng lòng không đồng chịu không đồng lòng muốn lấy cái tiền đó hết, nhưng mà ra thì không chịu, chứ là cái gây qua gây lại mấy năm rồi, 3 năm rồi, Dạ. mà thành ra bây giờ hiện tại thì cũng còn được, lúc mà ra thì rút tiền đi thì khoảng còn có 100 triệu để cho mẹ trong ngân hàng để mẹ ăn, thì sao thì nói là cái này tiền này là tiền cuối cùng để cho mẹ ăn, nếu mà mẹ mẹ mà rút ra ăn hàng tháng là hết, là không có hỏi nữa, nhưng mà mẹ vẫn hàng tháng vẫn rút ra ăn. Lúc ta thì hỏi là mẹ cái nhà bây giờ mẹ phải giải quyết đi, thì mẹ nói là cái nhà này là để cho thằng 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 anh nó ở, thì nó mày không nuôi thì để cho ở với nó thì nó nuôi, nhưng mà mẹ nói thì nói vậy thôi, nhưng mà mẹ vẫn hỏi tiền Dạ. đó, thành ra À, bây giờ chị nhưng mà ơi, bị bây giờ như vậy, tại vì em sợ là tốn nhiều thời gian á, vì em hiểu sơ sơ cái vấn đề của mình khi mà mình đi
qua Úc thì mình lo cho gia đình, gần như là mình lo mọi thứ cho gia đình, đặc biệt là mẹ với các em. Và cho tới lúc thì mình nhận ra một điều rằng là mình lo hết mọi thứ như vậy thì mọi người ỷ lại. Nên chị muốn dừng lại cái việc đó, nhưng mà chị không có dừng đột ngột và vẫn có sự chuẩn bị. Nhưng mà gia đình vẫn khó chấp nhận được điều đó, đúng không ạ? Và nó gây ra những cái xích mích ở trong gia đình, đặc biệt là cái tình cảm của mẹ với chị. Thì bây giờ chị muốn nhờ cô chia sẻ với chị, giúp chị tư vấn làm như thế nào để giải quyết vấn đề này trong gia đình của mình. Bởi vì chắc là lúc này mình trong lòng mình nó rất là nặng nề, nên là mình mới phải gọi từ bên Úc về đây. Dạ, em bây giờ Đây, thì... nó nặng từ thật ra chuyện này thì cũng 3 4 năm mà nó kéo dài chưa giải Dạ, quyết à dạ. Rồi vậy bây mà giờ mình sẽ gặp cô luôn chị nhá. Mình sẽ gặp cô. dạ vâng cảm Dạ. ơn Phương Dạ, con mời cô ạ. chào Phương Hiền, Dạ. cô chào con. Dạ con chào cô Mai ạ. Và trước hết là xin lỗi thính giả là hôm nay giọng tôi không trong trẻo lắm, cho nên là xin thứ lỗi cho ạ. Rồi bây giờ cô nghe con đây. Con đang ở Úc nhưng con ở bang nào vậy? À, Melbourne cô. À, ở Melbourne. Rồi. Dạ. Năm nay là con bao Melbourne nhiêu tuổi rồi có con? dạ 44 tuổi. 44 tuổi. Con đã lập gia đình chưa? Dạ con có gia đình lâu rồi, con đi qua Úc năm 19 tuổi. Thì bây giờ con đi 25 năm rồi. Dạ, cho cô hỏi chồng con bao nhiêu tuổi rồi con? Chồng con lớn hơn con 10 tuổi. Dạ, rồi chào chú 54 tuổi rồi con ha. Thế hai vợ chồng Dạ. con cưới nhau là tức là 19 tuổi con sang đó là con lập gia đình đó phải không con? Dạ vâng Chồng, con. Dạ. đúng không? Vâng, tại nãy cô chưa rõ cái này. Rồi, thế Dạ. thì khi mà con lấy chồng con thì có phải là tình yêu không? Dạ không. Nên không tình yêu, nhưng mà vợ chồng con sống vẫn thận thả cho đến bây giờ. Dạ thật ra thì vấn đề này nó cũng dài dòng lắm á cô. Nhưng mà con sợ nửa tiếng thì nó không có đủ thời gian để mà nói Không sao, con cứ nói tóm tắt cô nghe. sang về vấn đề kia. Con thì lúc con đang học 12 thì có người giới thiệu, thật ra thì cũng không phải là cho con mà cho chị. Thì lúc đó con thì cũng đi học cũng khờ lắm, không con biết, chỉ biết học thôi, về ham học lắm, học rất là giỏi, học hầu như là hồi hồi cấp 2 là đi thi học sinh giỏi Cho cô hỏi thăm của đó, tỉnh. con tên là gì, con tên Việt, con tên là gì? Con khe thì Thế thì rồi bây giờ hai vợ chồng con lấy nhau là được 25 năm thì các con được mấy cháu rồi? nhà con ba ba cháu Cháu lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi. Là cháu trai từng Mới gái không? vừa anh trai, hai cháu trai, một cháu 23 tuổi, một cháu 21 tuổi, và anh cháu gái thì 9 tuổi. Cháu lớn thì Tuổi. học vừa tốt nghiệp master cô, mà không biết tiếng Việt là Con thạc rồi rồi con học sĩ. ư vâng Cháu thì đang đi làm cho công ty viễn thông của Optus, rồi tốt lắm làm được cũng năm rồi cô. đang làm rồi còn Dạ, cháu út còn thì cháu đang đi đang học học lớp ở 4. nhà vâng Dạ, cháu đang học lớp 4. nhà mọi chuyện là rất là ổn, gia đình con là ổn ha. Chồng con trước khi lấy Dạ. con thì có gia đình chưa con? Dạ, chưa. Con khi con lập Dạ. gia đình sang bên này đó thì cái chuyện nó có thể là nó dài, nhưng mà cô hỏi những căn bản Dạ. trước ha. Thì sau với Dạ, vâng. 25 năm ở đất khách quê người như vậy thì con và chồng con đã làm công việc gì để nuôi dạy ba cháu? Con thì làm nhiều việc lắm. Khi mới qua thì không có tiền, rồi cũng là vào hãng may cô làm. Làm thì 2 năm sau thì cũng có cháu đầu tiên. Rất là nhiều đúng không con? Bây giờ thì mình đã có nhà cửa rồi. Con có nhà thì cũng nói chung là cuộc sống của con bây giờ khá ổn định. Con mua nhà năm 2000, năm 99, năm 99 thì con mua Mừng được các con. nhà. Thì hồi đó là con nói chung là hồi đó là nhà nó cũng còn rẻ cô, nên mua nhà nó cũng dễ. Đó nhà Còn bây con giờ thì rộng nhà rãi nó tăng giá, mà lúc đó thì con mua nhà nhà có rộng rãi không, đất có rộng không?
Dạ, nhà đất thì rộng mênh mông, nhưng mà hồi xưa thì những cái nhà đó thì là nhà nó nhỏ quá, 2 phòng. Sau này con lại mua được cái nhà mới, người ta mới cất được 2 tầng và 4 phòng, và khá rộng rãi và modern, nhà Dạ, kiểu thời hiện rồi. đại cô. Tốt rồi con. Thì Rộng dạ, rãi cho thì sao? 5 người trong gia đình. Dạ, cho 5 người. Mà hiện Dạ. tại con đang, tại ông xã con mua cái đất ở bên bên đồi nên đi phải cặp bên kia, nên bây giờ con phải bán nhà đây qua bên kia chuẩn bị thôi cô, chưa cất xong chuẩn bị. Nhưng mà vợ chồng thì thống nhất với nhau. À, cũng không thống nhất lắm, tại con thì con không muốn dính vào cất nhà nó nhức cái đầu lắm, nhưng mà ổng thì ổng muốn mua đất đá rồi mua mà lại không chịu cất, để hoài mà để người ta nói là mua nhà để thì con bán. Khi mà con mua cái nhà này á, là trời thương, là khi con mua cái nhà này con giữ bên kia thì bên cả 2 bên đều lên hết, nó lên gấp Có hiểu 3 rồi. gấp 4 lần. Dạ, khi May mà mắn hay con con á. quyết định bán Dạ bán tốt con rồi. dồn lại thì Nói chung là cô nhìn toàn cảnh bức tranh gia đình của con, gia đình nhỏ của con á, là ổn định, các cháu học hành đàng hoàng. Riêng cháu bé thì còn vô tư, còn cháu thứ hai cũng đã đi làm rồi, cháu lớn cũng đã học đàng hoàng, tương lai thì cũng rất là dạ thanh đang, không có vấn đề gì. Nói riêng về gia đình con thì là con không có gì phải lo lắng con hết. thì hiện tại con đang làm về 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 xét nghiệm với cô, con mới học Dạ. mới được cái bằng đó. Con học cái bằng kia thì mấy năm trước thì con quay lại trường con học, rồi sau Dạ. đó thì con lại có bé này, con ở nhà một thời gian rồi con quay lại đi làm, thì con thấy Dạ. làm nó không có hợp với giờ giấc rước cháu đó, tại vì làm vào hãng làm thì sớm quá. Dạ. Làm thì ở đây hãng, tất cả những hãng là 7 giờ thì 6 giờ Dạ. mấy bắt buộc mình phải rời nhà, bỏ cháu ở nhà một mình. Nó cái gì nhà nó nói mẹ con đừng có đi làm, bỏ con nữa con sẽ bị bắt cóc rồi. Giờ bố với mẹ phải phải đổi giờ đi, mẹ làm ban đêm đi bố làm ban ngày. Nó nói ủa con nghĩ làm sao mà mẹ chồng bà nó phải làm ban đêm. Nói Dạ, chung là cứ suốt ở cuộc ngày sống thì mình lại còn nhiều cái lo toan, nhưng mà gia đình nhỏ của em, của dạ con á, thì cô thấy là ai cũng có cái ý thức trách nhiệm, là bởi vì cái đơn giản dạ thôi là con đã sống 25 năm ở bên đó rồi, nên mình đã quen với cái sinh hoạt, cái nếp sống ở bên đó, nên mình tự lập tài dạ chính, đúng không con? dạ Và cái việc mà dạ có con con hiểu thứ ba, có con thứ ba rồi mà tiếp tục học xét nghiệm để làm cái công việc mới thì như vậy nó không phải ai dễ gì làm được đâu. Con chồng con hiện nay làm gì con? à, chồng con thì lái xe chở hàng đó cô. Dạ, lái xe chở hàng. Thì ảnh cũng làm, nói chung là ảnh cũng phải làm nặng công việc nặng chứ, qua đây cái hồi đó nó cũng phải đi làm công nhân đó cô, nên Dạ. ảnh cũng không có chịu đi, không muốn giống như kiếm tiền á, không đi học. Dạ, Ảnh cô nói hiểu. thôi em đi học cái gì cho nó có cái bằng cái Dạ. nghề thì nó nhẹ nhàng, với lại Dạ, làm vâng. cái giờ hành chính thì nó khoảng 9 giờ thì mình bỏ con vào trường thì khoảng 8 rưỡi 3 rưỡi thì mình gửi con sau giờ học được. À, chứ còn mà tại chỗ gửi buổi sáng thì 7 giờ nó mới nhận, còn con đi làm sớm 6 rưỡi là nó không Không ai nhận, nhận. Dạ. không mở cửa, trung tâm nó không mở cửa, Dạ. thành ra Như vậy là rất là bây giờ là khó. cháu con đi làm xét nghiệm thì xét nghiệm về lĩnh vực nào cơ? Xét nghiệm về máu các thứ cô. Rồi, cô hiểu rồi. Dạ Như vậy là công việc bây giờ nó còn nhẹ nhàng về hơn con ha. Rồi. về các cô chị làm Rồi. bên đó thì mình rước con được, Dạ. đưa con được không? Như vậy là sắp Dạ. xếp tổ chức gia đình là ổn, không có gì hết. Rồi. Dạ. Sắp xếp gia đình là ổn À. thỏa, vợ chồng cho tới lúc này 20 mấy năm rồi vẫn sống hòa bình với nhau, như thế là mình tạm hài lòng nói con ha. Có thể trước đó là vì Dạ. cái nguyên nhân gì đó, như con nói là mình muốn giúp gia đình mà, cho nên mình đi, nhưng mà may mắn là con với chồng con cũng đã sống gắn bó được cho đến bây giờ, cũng không phải ai có thể làm được cái điều đó. Mục đích của con tốt đẹp ban đầu là muốn giúp gia đình nói con ha. Thế nhưng mà xem ra Dạ. thì con có bao giờ là con tự hỏi này là nếu mình cứ tiếp tục như vậy mãi đó, thì gia đình con có dừng lại cái cách nghĩ là mình có người lo cho nên không phải lo, con có nghĩ vậy không? Dạ. Có, con có nghĩ nên con quyết định con dừng lại, nhưng mà kiểu bây giờ họ vẫn trách là nói dù gì con cũng là Việt kiều, có tiền, Dạ. nên phải có trách nhiệm lo cho mẹ. Nhưng Dạ. mà con nói cô khổ lắm, cuộc đời con nó khổ lắm cô ạ. À.
Người ta nói khổ trước xuống sau, nhưng mà con thấy con khổ lắm rồi. Con còn nhỏ đó là mẹ con đó, là để con ra không có trách nhiệm, rồi ba con thì không có nhận. À, má con thì có con, nhưng mà ba con thì nói con ba con ở trên quê, xong rồi ba con nói là chỉ có chị là con có ổng, còn con không có giống. À, con đi ra ngoài đường người ta có nói con là con tây. À, mày mẹ mày lấy tay lai sao mày như tây vậy, đi đâu hồi nhỏ người ta cứ nói con nghe vậy, rất là xinh gái con à, như vậy con người ta rất là xinh gái. Nhưng mà lúc đó con rất là mặc cảm ha, từ nhỏ con rất là mặc cảm. Con cứ cười à, tại vì con cứ cười mà con cũng không biết ba con mặc ba con. Bà chị thì lớn hơn con 2 tuổi thì nói là giống giống ba nên là ba nhận, còn má con thì nói để con ra với con em không giống ổng nên không phải con ổng con ai mà con. Vậy cũng, là thực sự con cũng tóm biết tắt con lại như con thế này. À, tóm tắt lại là như thế này, là mẹ con có 3 người con, trong đó có chị, có con và phải mẹ em. Con mẹ con là mẹ con là có bà chị, ông anh, xong tới chị, tới con, tới một đứa em chết. Chết lúc con mới đi được 2 năm. Khi đó 17 tuổi, này, 19 tuổi. Có phải là chị có mẹ con có chị nè, có anh nè. Rồi tới ai nữa? Tới chị. Chị, xong tới con đúng không? Tới con rồi tới đứa em gái nữa, nó bị đấy, tắm biển. Là thì... cái đời là đã mất rồi. Rồi còn dạ, cái rồi. Cái như vậy đó là cùng cha với mẹ là có 4 anh chị em, nhưng mà có một thằng má con á, con giờ nói ra mà xong mà nói xấu má con, như má con bả không có không, cô đang tóm tắt lại cho con nghe đây, cô đang tóm tắt lại là mẹ dạ, con không, xong ý, với ba con, con nói là má là con 5 là con, không phải đúng không? Cùng một các anh chị em không phải cùng một cha. Rồi như vậy á, cô hỏi con á là cùng cha đó là cùng mấy người? Dạ chị đầu á là má con lấy chính thức là đi lính mất, xong rồi thứ hai nói má con cặp với ông nào có gia đình rồi để ra ông anh không có thừa nhận, rồi xong rồi lấy một người bà là ba con, nói là để ba chị em gái, nhưng mà ba con có nhận là một chị lớn thôi, không có nuôi tụi con với con em. Rồi xong cô hiểu rồi, má con sau khi mà lấy ba kết thúc cái này lại lấy người khác nữa đúng không? Hay lấy người khác nữa mà bà ngoại thì cũng gia đình không ai cho, thì cứ lén lút bà lại mà cứ để ra ngoài thì con nữa ba đứa con nữa đó mà không ai nuôi mà con á thì cái hồi đó là con ba không thừa nhận má con bà cứ như vậy đó. Cô tóm tắt lại như thế này nhé. Khi mà 19 tuổi đó con quyết định con lấy chồng để con nghĩ là con sẽ giúp gia đình, là nó có nguyên nhân của nó, một cái gia đình rất là phức tạp. Cái việc gì của mẹ con thì ta không bàn tới, hai con ha. Cái quá khứ của một người phụ nữ, nhiều chồng, nhiều đời chồng. Như vậy người ta gọi là một người phụ nữ chuyên chuyên, chứ không có ai khen gì hết. Không ai nói cái người phụ nữ đó sướng đâu con. Quá chuyên chuyên. Nhưng mà chuyện này chuyện của mẹ, mình không có bàn tới. Vấn đề quan trọng ở đây đó là ngoại trừ một người em gái mất, trừ con ra nữa đó, thì như vậy là có 1, có 2, có 3. 6 người nữa. Ba người cùng, nghĩa là nói chung là nhiều dòng. Có 3 người và 3 người con sau nữa, thì là 6 người con. Và con đã lần lượt lo hết cho mọi người. Lo từ cái việc tiền nong rồi sẽ cất nhà, rồi lo cả chuyện đi sang bên Úc để chơi, đúng không ạ? Dạ vâng. Con lo cho bà chị lớn á, thì lại là lấy chồng vô trong cái chỗ xóm đó là cờ bạc, rồi thua, rồi cứ mỗi lần thua là tiếp thơ ra rồi tự tử chết, rồi mỗi lần nghĩa là gửi cả ngàn đô giúp mở tiệm, đưa về Úc kêu ở lại làm thì không chịu làm, đi về thì mở làm ăn ra. Ê, trước khi đi Úc đó, gửi cho chị một nhiêu ta 100 triệu để mở cái kiosk đó làm ăn, khi mà trong vòng 1 năm là chỉ mất cái kiosk đó luôn, mất cái shop ở dưới chợ luôn, xong rồi bà lãnh về Úc chịu ở lại làm, không chịu ở lại
Ông ấy lại đi về xong rồi xài hết tiền, xong nói bảo lãnh nữa. Con dặn, chồng con dặn nói không bảo lãnh nữa. À, ở khóc đâu mà đi làm giấy tờ, đi nộp này nọ, và làm hoài không làm nữa. Xong rồi chị dặn con luôn. Rồi... Bây giờ cô nói cái này thôi nhé. Câu chuyện của con thì nó dài dòng đúng như con nói. Nó là một cuộc đời mà nó rất là phức tạp. Tuy nhiên thì cô nói với con điều này. Mình đâu có chọn cửa để mình sinh ra được. Cho nên số phận mình như vậy thì mình chấp nhận. Nhưng cái tâm của con là một cái tâm tốt. Và cũng may mắn là chồng con cũng rất là rộng lượng, rất là bao dung. Cho nên giúp cũng khá nhiều như con mô tả phần trên á. Lúc mà cô chưa có trao đổi với con, thì chồng con cũng rất là rộng mở, lo lắng. Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn của nó con ạ. Cái gì cũng có giới hạn. Chính vì cái việc mà mình giúp một cách dễ dàng quá đó, dễ khiến cho người ta có cái ảo tưởng rằng là mình làm ra tiền rất là dễ. Nhưng tất cả những ai mà đã từng đi nước ngoài thì đều biết rằng ở nước ngoài làm ra được đồng tiền không phải là dễ. Đồng tiền lương thiện không hề dễ, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi cô. Đó. Đúng không phải ở nước ngoài đâu con. Không phải nước ngoài mà kể cả nước mình cũng vậy. Những ai mà làm ăn lương thiện để kiếm tiền thì nó không có phải đơn giản. Khó khăn cực nhọc lắm con ạ. Đó. Cho nên bây giờ đó, cô thấy mình tách bạch ra hai chuyện. Trách nhiệm của con đối với gia đình mẹ con á là mãi mãi. Nếu như con không có quyết định sớm, ví dụ bây giờ những người em, người chị con không giúp nữa, nhưng mà mẹ con sẽ ví dụ 100 triệu tiêu hết, thì con lại phải lo lắng tiếp. Tóm lại là gián tiếp, lại lo tiếp. Cho nên có lẽ là mấy chục năm rồi, chính con cũng là cái người góp cái phần dạ, để mà con nuôi mẹ em là mỗi tháng là hồi trước là mỗi tháng là 3 triệu. Cứ mỗi tháng là 3 triệu cho mẹ, mà trong khi mẹ mà có đám dỗ hay là cúng ngoại bên ngoại là mẹ con hùng tiền, hay là bất kỳ mẹ đi ăn đám cưới hay là đám hỏi của anh chị em hay ai gửi chi phí thêm cứ hỏi con là cho 100 đô rồi nó mẹ muốn làm gì làm, hoặc là một cái đám dỗ như vậy con gửi về 200-300 đô tùy đám dỗ lớn nhỏ, thì tất cả những chu cấp này nọ là mẹ mà đi khám bệnh là đưa ra là 10 triệu, cứ 10 triệu như vậy đó là con thoải mái lắm. Con đâu phải. Bây giờ cô nói với con điều này. Mặc dù là mẹ không có trách nhiệm với con, mẹ bảo con phải ở cái gì rồi con phải vươn lên con học hành rồi. Con trong nhà con nói chung là chỉ có mình con là học cao nhất, thành tài. Còn tất cả những người như thế này đó đi con. Cô phân tích cho con nghe cái này. Cái điều đầu tiên đó, số 1 đó, đánh số thứ tự đó, là gia đình con và các cháu, là số 1. Khi con đã lập gia đình, con có một cái gọi là trách nhiệm với cái gia đình con tạo dựng lên, thì đó là cái trách nhiệm đầu tiên. Cái thứ hai là mẹ con. Mẹ con có chuyện gì con chăm lo như vậy là không ai chê vào đâu được hết. Nhưng nếu con tiếp tục vươn tới em, tới chị, tới anh, tới cháu nữa thì con sao? Cái này con đừng giận cô. Tại vì mình làm mà để cho người ta cảm giác người ta có sự ỷ lại thì trong nó có lỗi của mình. Cho nên cô đề nghị với con đó là cái này con đau khổ bao nhiêu năm nay. Nhưng mà thực ra mình nhìn rõ bản chất vấn đề thì mình đã thấy là tại vì cái lòng mình nó quá bao dung, cái lòng tốt của mình nó đặt không có đúng chỗ thôi. Nói thân ha. Thật mong thưa con trở thành kẻ bị lợi dụng. Và đừng quên là người ta nói giúp ai thì giúp người ta cái cần câu chứ đừng chưa con cá. Đưa con cá ăn hết rồi lấy gì làm. Mà con thấy không? Ngay bản thân con nè, con ba đứa con, bây giờ bên mẹ đâu ai giúp con được đâu. Đến nỗi cháu bé nó còn nói là ôi bây giờ không có ai coi con thì mẹ đi làm ban đêm, ba đi làm ban ngày. Tức là một cái gia đình vô cùng khó khăn, cũng phải dễ dàng. Đúng không con? Thế mà nỡ lòng nào mà có thể. Bây giờ nếu như các con mà cô nói là mình để ra sơ xuất cái gì với các con thì có phải là mình ân hận suốt đời không? Hai cháu lớn bây giờ nó tự lo rồi. Khổ lắm đó cô. Nó trưởng thành rồi. Hai đứa lớn còn phải rinh nó đi làm. Rồi gửi, rồi này nọ làm đêm, làm hôm. Con, rồi con thấy con không? Làm thêm 2-3 việc. Rồi từ con á. Con đi
con còn trẻ đó, con đi theo mấy đứa sinh viên, con đi làm ban đêm cuối tuần, một đêm làm được 100 đô, làm cho mấy cái đám cưới cô reception đó, con làm thêm. Kiếm tiền hồi xưa con làm biết thêm không? Dữ lắm, con nói là con kiếm được 100 đô này bằng Việt Nam làm cả tháng thôi, để mình làm thêm vậy mình kiếm bỏ đi tiền túi thêm để mình giúp cho gia đình khổ quá. Tất cả những ý nghĩ tốt đẹp của con thì nó không phải là mới đây, mà nó cả 30 năm nay rồi, không ai nghi ngờ điều này. Nhưng con phải nhớ rằng là cái gia đình của con vô cùng phức tạp, cái số người mà làm ăn chân chính không có, cứ làm cái này hư cái này, rồi lại làm cái kia hư cái kia, tóm lại là tiền đưa thì có, tiền sinh lợi ra không có, và cứ vậy thì cứ chờ vào con thôi. Nhưng bây giờ đó, cô nói lại, ưu tiên một là con lo cho gia đình của con. Ha. Mình để cho chồng mình phải nặng lòng. Khi mà chồng con đã nói là không có bảo lãnh bảo gì nữa hết, tức là chồng con đã phản ứng là con cẩn thận. Cái người đàn ông khi người ta nói như vậy mà mình coi thường là không đúng đâu. Nên đấy là cái chuyện thứ nhất mà con lưu ý. Chuyện thứ hai là cháu út bây giờ nó cần cái sự bảo bọc của mình. Và cô rất phục con là chồng con cũng hay nữa. Tức là biết là con làm việc nó vất vả, cho nên đề nghị con đi học. Rồi con lại cẩn mẫn con đi ăn học. Cẩn mẫn học cho được cái bằng xét nghiệm. Bởi vì ở bên đó muốn làm những cái bằng, mà khi con học được cái bằng rồi con đi làm, đúng không con? Con đi làm, cái sự cố gắng của con đáng lẽ đó, anh chị em con phải nhìn cái tấm gương này để mà noi gương. Nhưng tiếc thay thì noi cái gương mà tốt thì nó khó quá, cho nên họ noi gương ở đâu á thì thôi mình không có phê phán, bởi vì ai cũng lớn tuổi rồi. Con về Việt Nam á, con có nói này nói kia, con dạy với mấy đứa cháu đừng có theo chân mẹ này nọ, thì họ nói con là hỗn, làm em mà lên mặt này nọ, nói chung là bây giờ họ trở mặt hết, không ai, không có ai quan hệ với con. Có phải là con đang lo cái này phải không Tết đi? Con đang lo là nếu như giờ con là... giúp mọi người á thì con sợ mọi người chê con, đúng không? Trách con, đúng không? Cô nói trước mà con còn tiếp tục như thế này thì cô sợ đến một lúc nào đó chồng con là người không thể chấp nhận chuyện này đâu. Cái gánh của con nặng quá. Con hơi bất công với chồng con. Con có bảo lãnh về con qua đây, năm con để đi sau nè, một tháng rồi xong con bảo lãnh hai, trước đó con bảo lãnh hai vợ chồng bà chị giữa, rồi bảo lãnh ông anh, rồi bảo lãnh bà chị lớn rồi qua, cũng ở mà. Rồi, bây giờ thì đến tối hôm nay đầu năm ha, mà cô được nói chuyện với con từ phương xa. Cô mừng là âm thanh nó rõ lắm, cô nghe giọng con rất là rõ, cô mừng. Và bên đó bây giờ là con là một giờ phải không con? Ngủ nên hơi ồn ồn. Giờ là bên mình là mấy, 1-2 giờ sáng rồi con. 2 giờ sáng nên cái giọng tại này cũng ngủ một giấc rồi con dậy, con nó hơi ồn ồn. Không sao con, cô mới phải xin lỗi là vì hôm nay cô bị cảm á, thành ra cái giọng hơi nặng. Bây giờ con biết cách liên lạc rồi, con suy nghĩ về điều cô nói. Đánh số thứ tự ưu tiên cho những cái bận tâm lo lắng, cái trách nhiệm của mình cho nó đúng. Và nhớ rằng là lòng tốt phải đặt đúng chuẩn mực, nếu không thì dễ bị lợi dụng. Ai chê, ai trách, đó là chuyện người ta. Con chỉ làm một cái việc phụng dưỡng mẹ khi mẹ còn sống. Cái này là phải làm. Con muốn hỏi, vâng, cảm ơn con. Nhưng con muốn hỏi là con quyết định con rút như vậy là con làm có đúng hay không? Mà tại sao... Nãy giờ cô đang nói với con đó. Nãy giờ cô đang nói với con đó. Con chính con tạo ra cho người ta nghĩ rằng cái nguồn sữa đó con tiếp tế không bao giờ cạn. Cho nên bây giờ con dừng mà người ta rất là bực, làm sao người ta có thể tốt được. Người ta có thể dễ chịu được. Cho nên chính con đã tạo ra cái tiền đề nó không ổn. Nên con ha, tất cả những cái gì đã cần giúp thì giúp hết rồi. Nhưng mà thì đã giúp là giúp hết rồi. Cứ khóc lóc rồi cỡ lễ với lên nhà em đã đặt lên. Năm nhà là... đây giờ bà không biết ăn rồi. Hiện tại thì... giờ cô nói với con điều này, năm ngoái thì còn 50 triệu á thì về ăn cũng còn một nửa nữa, nhưng mà kiểu như ăn kiểu này nữa thì chắc một năm nữa là cũng hết, nên bây giờ là này giống như cứ nói là đi điêu rao hết mọi người ở cậu mợ rồi các gì nói con là không nuôi nữa, giống như điêu xấu con vậy đó, mà con thấy cũng nghe cũng đau lòng. Nói con điều này ha, cô hỏi thật con đó. Nếu mà con cứ bận tâm lo mấy cái chuyện này thì giờ đâu con chăm lo cho chồng con, cho cháu nữa, cho bản thân con nữa. Con có thấy con bất công không? Dạ. Còn cái việc đó, con tin cô, con gọi cho chương trình,
thì cô đã phân tích và cô nghĩ rằng là con cũng cần nên mời chồng con nghe cái chương trình của mình ha, để chồng con hiểu con, cái lòng tốt của mình phải đặt đúng chỗ, sự hiếu thảo cũng phải đặt cho đúng. Còn hiện nay đó, nhưng mà chồng con á, chồng con cô cứ nói dù gì cũng là mẹ, ai nói gì nói mấy anh thôi, anh chị em không lo nữa, nhưng mà mẹ đó, em làm rõ ràng là chồng con thống nhất đúng không? Chồng con thống nhất là gì ạ? Lo cho gia đình mình là số 1, thứ hai là phụng dưỡng mẹ là số 2. Nhưng phụng dưỡng như thế nào cho hợp lý chứ? Nó phải đúng chứ? Dạ, tại vì tốt nhất là con nên bàn bạc con... ba với chồng con đi, con đừng tự ý làm cái này nha. Nên bàn bạc với chồng con về cái cách thức đối với mẹ. Còn ai nói nhà nói nghiêm, cô cứ nói hoài trên cái chương trình này nè. Đừng sợ người ta hiểu sai, chỉ sợ mình làm đúng thôi. Hả? Yeah. Nên là nếu mà mình làm đúng, yeah, với mấy chục năm trời ở đất khách quê người mà con đã như thế, con không có gì phải hổ thẹn cả. Và nếu con mà cứ lấn quấn thế này đó, mà gia đình con không có hạnh phúc, và cháu bé đó, nó còn bé, cần phải được chăm sóc, mà nó có chuyện gì đó, thì con mới là cái người có trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này. Ha? Thì cô dành thời gian quá nửa chương trình cho con. Con cứ suy nghĩ đi, và sau khi đó con lên YouTube lại, con nghe lại cái chương trình của mình. Rồi nếu cần trao đổi gì thêm thì cô sẽ trao đổi tiếp với con. Tóm lại là con làm như vậy là đúng thôi, không nuôi mẹ nữa hả cô? Không nuôi mẹ nữa hả? Con nghe, nãy giờ con nghe sao vậy? Thứ nhất là con trách nhiệm với gia đình con, đúng không ạ? Thứ hai là phụng dưỡng cho mẹ. Nhưng phụng dưỡng cách như thế nào thì phải bàn với chồng con, chứ không có tự ý làm. Tức là gửi hết 100 triệu này tới 100 triệu kia là không đúng. Chỉ gửi đúng những gì mà mẹ dùng. Con hiểu không? Đó, cái này con nên mời chồng con cùng nghe chương trình, để rồi đó mình có một người bên cạnh, người bạn đời tốt như thế. Mà chính chồng con cũng nói là phải chăm cho mẹ, còn anh em là thôi dừng là được rồi. Thì cô có nói gì khác với chồng con đâu ha? Mà nếu con cứ vì cây dây quấn như thế này đó, thì cô nói trước là con hại bản thân con trước, rồi con hại gia đình nhỏ của con. Và cái thứ ba là con không còn sức khỏe, con không còn hạnh phúc, thì lấy tiền đâu để mà con chăm lo cho mọi người. Dạ vâng. Nghe con ha. Rồi chào con. Đi ngủ đi nha. Rồi có gì cô lại liên lạc lại con nhé. Dạ vâng, cảm ơn cô. Vâng, những gì mà hôm nay chị chia sẻ với chương trình, thật sự thì trong lòng chị vẫn còn nhiều cái băn khoăn và vẫn còn bị những cái áy náy trăn trở. Nhưng mà câu chuyện này cũng không phải là mới trong chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya. Có những hoàn cảnh chúng ta cũng đã nghe, có những người cứ phải lo và vui mình nhớ. Có một câu chuyện của một thính giả hình như là ở quận 12, khi mà anh chị em sống chung trong một gia đình và trong sống trong gia đình của chị. Rồi sau đó thì xảy ra những cái xích mích với con của chị, và các bé cảm thấy rất là khó chịu khi mà gặp những cái vấn đề qua lại giữa cậu dì. Và lúc đó chị cũng đã gọi đến để tư vấn cùng với chương trình, là chị cũng phải lo cho các em suốt một khoảng thời gian dài khi mà ở chung trong nhà cứ bảo bọc như vậy. Và cho đến khi có những vấn đề với con thì chị cũng muốn tách ra, thì lúc đó lại nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Thì đây không phải là cái câu chuyện mới, mà chúng ta cũng biết rằng có rất rất nhiều trường hợp đã gặp như vậy. Và mong quý vị thính giả, những ai khi mà rơi vào những trường hợp này thì hãy nghe lại thật kỹ những gì mà cô đã trao đổi với những thính giả của chương trình, những vị khách mời, những vị thính giả được trò chuyện với cô. Có thể là những cái gợi ý của cô nó ngắn gọn thôi, nhưng mà đủ để chúng ta hiểu được chúng ta nên làm gì. Vâng, trước khi kết nối với thính giả tiếp theo thì chúng ta sẽ dành thời gian cho quảng cáo. Từ 2018, Petrolimex phân phối nhiên liệu diesel mới tiêu chuẩn Euro 5, nên cái xe vận tải chúng tôi sẽ được xài nhiên liệu sạch hơn rồi. Wow, Petrolimex, nhiên liệu tiên phong! Diesel 5 ra đời, bùn đốt sạch sẽ tuyệt vời từ đây. Có nhiên liệu sạch nữa này, khí thải độc hại từ nay giảm dần. Môi trường chị sẽ thêm xanh, giúp cho cuộc sống trong lành đẹp tươi. Sạch bùn đốt, tốt môi trường, để tiến xa hơn hãy bắt đầu bằng nhiên liệu sạch. Thông tin chi tiết petrolimex.com.vn. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ vâng, không biết là
do rớt sóng hay là nhiều khi mình giữ điện thoại mình không để ý á. Có những thính giả thì mình khi mình gọi tới chương trình quên, nên là quý vị thính giả chúng ta khi gọi thì lưu ý là chúng ta giữ điện thoại để chờ chương trình kết nối. Và cũng xin được nhắc cùng tất cả quý vị thính giả, chúng ta có thể gọi để đăng ký về cho trò chuyện đêm khuya vào lúc 20h30 đến 21h30 tối thứ 6 hàng tuần qua số điện thoại 028 39 101 101. Phương Huyền xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi về đăng ký cho chương trình là 028 39 101 101, từ lúc 20h30 cho tới 21h30 mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Và những trường hợp được chọn thì chúng tôi sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Và với trò chuyện đêm khuya thì chúng ta sẽ có 60 phút mỗi tuần để quý vị được gặp chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai để trao đổi cùng với cô, trò chuyện với cô. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối lại với thính giả. Alo. Vâng, chào cô, chào cô. Dạ, xin chào chị ạ. Vâng. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Đang gọi tới từ Nam Định ạ. À, dạ, rồi. À, lại tiếp thêm một thính giả ở xa nữa. Vâng, bây giờ thì chương trình còn khoảng gần 20 phút nữa chị ạ. Nên là, dạ, Phương Huyền mời chị sẽ bắt đầu câu chuyện của mình luôn ạ. Vâng. Dạ. Vâng, chào mình... cô. Vâng. Dạ, mình cứ nói đi chị. Cái câu chuyện trong gia đình nhỏ bé nó uẩn khúc ạ. Chồng thì lấy nhau thì nó được có mấy năm là xích mích đi làm, nên là nói chung là nó lơ đãng, hay cùng nó đi với theo người khác. Mình đã hy sinh tất cả để mang con để đi chỗ khác ở để cho con có cha, nhưng bây giờ nó, mình cố gắng nuôi nó dạy nó nhưng mà không được. Bây giờ nó hư, mình quay ra một ốm đau bệnh tật, nên là quyết định một cách vậy xem là có đúng hay không, được cho nó về quê nó ở hay là nó. Chị có thể nói rõ hơn một chút được không chị? Vâng. Chị kết hôn bao lâu rồi? Được 24 năm rồi ạ. Dạ. Năm nay chị bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay 49 ạ. Dạ. Là vấn đề mình đang gặp với chồng là sao ạ? Là bây giờ chồng thì nó bỏ nó đi hẳn, nó để con cho mình nuôi rồi. Dạ. Mình nuôi rồi con càng lớn nó càng hư, mình dạy bảo chẳng được. Bây giờ mình ốm đau bệnh tật thì muốn về quê ở với anh em thì giữa mình lên rừng mà. Dạ. Bốn bề anh em người ta, chồng chả ra sao, rồi ốm đau cũng không thể làm nổi được nữa. Thì muốn là về quê mình ở, thì mình bán đất bán nhà đi, già nó con thì đuổi về cho bố nó nuôi, nhưng mình không thể dạy được vì nó quá là nó hư mà. Dạ. Và cho nên là mình lại về, thì bây giờ về nhà mình ở thì lòng mình cứ dây dứt, không biết vậy đúng hay sai như thế nào. Dạ. Con chị là con trai hay con gái, bao nhiêu tuổi? Con trai ạ. Con 24 trai. Tuổi. 24 ừ. tuổi. Hư dạ. Và chị muốn con về ở với ba. Và bây giờ là con đã về chưa ạ? Nó bây giờ thì tôi đành phải cứ đấy bỏ về quê, thì nó phải về đấy để nó nuôi, nó làm, nó nuôi, nó dạy dỗ chẳng như thế nào. Dạ. Dạ. Là hai vợ chồng sau khi mà chị sinh á, là chồng không có ở chung nữa và có ly dị hay không ạ, hay là chị đi vậy thôi ạ? Chỉ có đi vậy thôi chứ không ly dị ạ. Nhưng mà bây giờ anh ở đâu chị có biết, chị biết đúng không ạ? Có ạ, biết cách đấy chỉ hơn chục cây thôi. À, anh có gia đình dạ. khác không chị? Có ạ, nghĩa là cũng theo người khác để là gia đình đấy. À, có con không ạ? Cũng có ạ. Dạ, nếu mà bây giờ mà mình cho con về cho anh nuôi thì anh có nuôi không? Thì bây giờ nó không có chỗ nào đi, thì nó không chịu làm thì nó cũng phải về đấy nó ở. Dạ. Chị nói là chị bị bệnh. Vâng. Dạ, là mình có thể chia sẻ được không ạ? Vâng, bệnh thì mắt tôi bị vách bệnh, thì nó bị bệnh khớp mà. Dạ. Thế là 10 năm nay rồi, nhưng mà mình cuộc sống mình vất vả, mình cứ phải làm để nuôi nó ấy. Dạ. Bây giờ thì nó ngoài sức tưởng tượng của sức khỏe của mình, thì là một năm nay là tôi bị đau hẳn, không mất sức lao động, không thể làm gì được nữa mà. Dạ. Dạ. À, bây giờ thì là chị băn khoăn biết là mình làm như vậy thì có đúng hay không, vì mình vẫn trăn trở, vẫn thương con mặc dù con hư và không chịu làm việc, đúng không ạ? Dạ, rồi. À, bây giờ mời chị trò chuyện với cô ạ. Dạ, con mời cô. Rồi, cảm ơn Phương Huyền. Dạ. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Chồng con là năm nay bao nhiêu tuổi hả con?
cũng mắng tuổi con. Dạ vâng. Như vậy suốt cái thời gian mà mang tiếng lấy chồng như vậy, như con một mình con nuôi cháu đúng không? Vâng. Thế con làm công việc gì lúc con khỏe đó? Thường ạ, con nói chung là chỉ làm nghề nông thôi cô ạ, cũng bán mặt cho đất bán thân rồi để làm nhé. Mình làm ruộng hay con ha? Rồi, thì khi đó, giờ cháu trai 24 tuổi bây giờ học tới đâu rồi? Cháu làm cái gì rồi? Nói chung là nó cũng chẳng chịu học hành gì cô ạ. Thì là bố nó đi lại xong rồi là nó cũng đến bắt đầu năm 8 là nó bắt đầu nó xa xỉ, chơi ăn chơi, học không học thì là cứ đi nét đi cô. Dạ. Đang xong đến hết. Không học. Đang hết. Giờ thì cũng đi làm không? Giờ cháu có làm không? Nói chung là nó cũng chẳng muốn làm gì, chỉ ăn đi chơi đi quán nét đi chơi nét. Rồi cho cô hỏi là suốt cái thời gian mà con nuôi cháu á, là coi như con cứ quần quật con làm, còn chồng con trai thì không làm gì hết. Vâng. Thì đấy là cái một cái tiền đề nó kéo dài suốt hai mươi mấy năm nhá. Vâng. Đó, trong cái chuyện này đã cô nói cho công tâm á, là cháu trai nó không tốt, nó hư, nó không ngoan, nhưng mà cũng khó mà ngoan được khi mà bố mẹ lấy nhau mà lại không ở với nhau. Rồi thiếu vắng, phải như cháu là con gái nó lại khác. Đó là con trai mà lại không có bố. Theo con thì con nghĩ rằng là cháu nó có thiếu thốn tình cảm không? Nó nói chung là nó với con thì vẫn dành tình yêu thương cho nó tuyệt độ đi. Nhưng mà nó ngang hướng, nó cứ bảo không cần kệ như này. Dạ. Nhưng mà đây cô đang hỏi con á, là cháu nó thiếu tình cha như vậy đó, thì bản thân cháu nó cũng không hạnh phúc được đúng không con? Vâng đúng vậy ạ. Đó. Con cũng tâm sự với nó nhiều chứ. Tức là cháu cũng hay chia sẻ với cháu chứ không phải là con không nói chuyện với cháu đúng không? Vâng, con nhìn xung quanh thôi. Con đang ở Nam Định nhưng mà con ở cái chỗ nào, ở huyện nào con nhỉ? Ừ, con ở huyện Trực Ninh á. Trực Ninh. Thế như vậy đó là bây giờ đó con đang phân vân. Trước giờ là con hai mẹ con đang ở Trực Ninh. Nhưng mà hiện giờ đó, nếu mà con yếu rồi đó, con nói con bị khớp phải không? Con làm nặng không được. Bất sức rồi. Thì con nếu con về thì con về quê nhà con ở đâu? Không, con thì con đầu tiên thì con ở Trực Ninh, xong là con anh ấy đi lên năm Hòa Bình nha, tỉnh Hòa Bình anh làm mà con thế là rồi là xa ngã đấy, thì con mọi người khuyên là nên là bên nội để cho nó có chồng có con thì nó dạy con đấy, để con cũng con về lên con có đến lên đấy con ở được 15 năm, lên đấy là bắt đầu là hắn ra là cứ đi mãi rồi cứ về rồi là cứ nặng nơ vậy ạ. Con đó, thì mình không bàn tới cái chuyện chồng con nữa, tại vì cái này nó rõ rồi, sai cả về luật, sai cả về tình cảm. Khác có con riêng mà chưa ly hôn là sai về luật rồi đúng không con? Thứ hai là không có đếm xỉa, không có trách nhiệm với cháu thì con cứ nghĩ xem coi là nếu mình là cháu mình có tủi thân tủi phận không? Buồn. Từ nhỏ đó cháu nó đi học rồi nó ở với con, nó có khi nào bị bạn bè chồng ghẹo? Nó khi nó lớn lên thì bắt đầu nó cũng biết, thì nó cũng kể nó bảo nó cũng khổ tâm lắm, nhưng mà nó chẳng sửa, nó cứ ăn chơi. Dạ. Như cô đang nói với con đó là cháu nó cũng có thổ lộ với mẹ là nó khổ tâm lắm. Dạ. Nó cô độc và nó không có một cái điểm tựa đó. Đó. Và chính vì vậy cho nên là cái việc mà cháu nó không học nữa là trong đó là nó cũng cảm thấy nó không bằng ai hết á. Nó có vươn lên thì nó cũng chẳng bằng ai. Cho nên á, thường thường những đứa trẻ mà không may á, thì một là các cháu nó sẽ rất là tốt, nhưng mà hai có những cháu nó tuột luôn. Con trai của con á, là nó rơi vào cái trường hợp này, tức là nó thiếu cái động lực, thiếu ý chí. Mà con biết con là phụ nữ mà, mình cứ nói mà nói không đúng á thì cháu nó lại bảo là nói nhiều. Vâng, đúng vậy cô. Nó không phục và nó phản ứng lại mình đúng không con? Dạ. Thế bây giờ thì con đang, hiện nay là con đang ở Hòa Bình hay con đã về Trực Ninh rồi? Con thì nó ốm quá, cậu anh em đằng ngoại như con đón con về Trực Ninh. Về được bao lâu rồi con? Con về được, nói chung là con về đầu tiên thì con về con chỉ tạm ở, con không làm được nữa, thì không phục vụ được mình thì mẹ con đón con về được mấy tháng, xong qua ngoài Tết thì con nên con ở được mấy tháng, nhưng mà tình hình nó cũng không khả quan nha. Thế là mọi người khuyên con là thôi chỉ nên về, bỏ hết tất cả cái quyết sống vậy thì mình cũng chết rồi.
Thì cô nói với con là con còn may mắn, nếu mà con nghe chương trình thường xuyên á, thì con sẽ thấy không có được cưu mang đâu. Và đây là nhà ngoại mình vẫn cưu mang con. Cho nên là con, theo cô ha, là con nên dứt khoát sớm để về cho nó ổn định. Không có khúc người có lúc con ạ. Bây giờ thì con, vừa nay con trẻ mà, thì lúc này con có thể con yếu, nhưng mà từ từ con tập tành, con ổn định lại. Cái gì ăn lấy, ăn không quan trọng, mà cái tinh thần mình á, mình có người thân á, mình cảm thấy mình được an ủi, thế rồi dần dần nó bình phục. Và khi mà bình phục rồi đó, mình lo được cái thân mình rồi mình mới lo cho người khác được. Còn hiện giờ đó thì con chỉ đề nghị với cháu thôi. Khi con về Trực Ninh, con có nói với cháu là mẹ về Trực Ninh không? Có, con nói chung là con thấy con đang suy nghĩ lắm, thì nó kiểu nó quá quản với con lắm này cô ạ. Nó coi mẹ nó quá quay thường mẹ của con. Khi con nói con về Trực Ninh thì cháu nói thì sao? Nó bảo là nó về thì gia đình mình tan vỡ ạ. Dạ. Thì con bảo bây giờ không ai kêu mang tao cứ nằm đây thì mày rồi, bây giờ như mày hát thủy tao mày. Dạ. Cô hỏi là trên Hòa Bình á, mình có nhà riêng không con? Con có ạ. Nhưng mà càng ở Hòa Bình thì mình càng xa lầy là mình không dạy cháu được. Vâng, đấy con nghĩ như cô vậy nhưng mà... Và đến một lúc nào đó thì con không không có gượng dậy được. Vâng. Nhà cũng mất, mà người cũng mất. Cho nên tốt nhất bây giờ đó là con phải lo cho cái thân con trước. Vâng. Để cho nó qua cái khúc này đi. À, cái lúc mà ngặt nghèo nhất này nè. Không có làm gì được, không có phục vụ được bản thân mình thì gia đình sẽ chu mang mình trong cái giai đoạn này. Đời còn dài lắm, con mới đi mới nửa đoạn đường mà. Cho nên là vấn đề quan trọng ở đây là đừng có để gục ngã. Mình phải can đảm lên, tại vì bằng ấy năm trời có một thân mình có nuôi con được cơ mà. Đúng không ạ? Còn bây giờ cô nói lại, con nói với cháu trai á, là mẹ không có ép con về theo mẹ. Bây giờ con 24 tuổi, trước xã hội con là người trưởng thành. Cho nên vì con thậm chí con có thể xin việc ở nơi nào đó con đi làm. Mẹ không cấm. Còn nếu mà con muốn về quê với mẹ thì chắc chắn ở quê bây giờ mẹ cũng cậy nhờ mọi người chứ không có tự lập được. Cho nên con phải chấp nhận những cái gì ở quê thế nào thì con phải chấp nhận điều đó. Tức là con nói nhẹ nhàng thôi. Bởi vì cô nói với con á, đôi khi mình thấy cháu nó phản ứng lại đó. Có vẻ nó dữ dằn, nó hỗn hào nhưng mà thực ra nó cũng bế tắc lắm. Nó chẳng biết nó làm gì cho đúng nữa. Đấy con thấy đấy. Nó lay hoay, nó không biết làm gì cho đúng. Học thì dở dang. Nghề nghiệp thì không có. Mà gia đình thì bố thì không có. Đi làm gì, như thế nào. Thế là chưa kể lại còn có cái chuyện mà bạn gái, người yêu cũng chẳng có. Tại không có công việc ai yêu. Không, nó còn yêu năng nhăng cô. Nó còn dẫn gái về, nó bắt mẹ nuôi, nó ăn, nó chơi. Rồi, bây giờ cô nói với con điều này. Đấy là cháu nó tìm một cái niềm vui trong khoảnh khắc thôi. Chứ còn gọi là lấy và chính thức á. Thì con biết là con gái bây giờ các cháu nó cũng khôn ngoan lắm. Nó lấy ai phải có công ăn việc làm. Có thể nghèo không sao cả. Nhưng mà công ăn việc làm là phải có. Con đồng ý không? Cho nên là vì con, cô nói thật là con cũng thương yêu con mình. Rồi cũng nể nữa. Cũng sợ con nữa. Cho nên là con đã nhượng bộ cho cháu rất là nhiều đúng không? Ví dụ như hàng ngày sinh hoạt của cháu như thế nào con kể cô nghe. Nó ban đầu nó 18 tuổi bắt đầu nó không chịu làm, con gửi về thì Nam Định ngoại kêu mang dùng nó đủ mọi nghề, nó chẳng làm mấy thuở nó lại bỏ con. Dạ. Xong nên nó quay nó về chắc là nó làm không nổi rồi nó hư, mọi người nói nó quay nó nên nó lại quay, nó đổ hết đầu con, nó chửi con. Xong lúc nó lớn nó biết đi làm ngoài xã hội được thì nó toàn đi bơi đi bãi, xong nó về nó được chẳng biết dăm ba bữa nửa tháng hay nấy, nó về nó lại quay và nó chơi bời quán nét quán nhúc, nó không có nghe gì cô ạ. Xong cứ nói thì nó quay nó chửi. Rồi, nó bảo là bây giờ chó hỏi người con. Bây giờ cô hỏi con này, cái cháu đi chơi như vậy đâu, về nhà ai nấu cơm cho cháu ăn? Con phải hầu hết ạ, từ A đến Z ạ. Rồi bây giờ cô hỏi này, mình là con trai độc nhất này, chơi lêu lỏng như vậy. Con có hai cháu, một cháu thứ hai nữa. Cháu thứ hai là trai hay gái? Cũng là trai ạ. Xong nó còn bé thì nó cũng hoan, sau lớp 8 mẹ ốm ha, là nó cũng hư, nó bắt nhịp với anh nó. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Con năm nay 49 rồi ạ. Không, cháu trai thứ hai á. Cháu trai năm nay cháu 16, khoảng 15 sang tuổi 16 đó.
Rồi, thế như vậy là con bây giờ đang nuôi cả cháu thứ hai. Vâng, thứ mình con... Vâng. Nếu bây giờ mình về Trực Ninh đó, thì cháu thứ hai nó có theo về không? Đầu tiên thì nó ý nó là nó không muốn về, nhưng con chăm dài nó, con thí tha nó, con bảo là bây giờ không về thì ai nuôi, mà con cứ ở đây cuộc sống như thế này thì con cũng hư mà mẹ cũng khổ. Anh nó lại về nó hành sách ấy, nó cứ hành tiền con không cho thì nó lại quay nó đánh thằng bé. Như vậy là con lại tách ra, còn cháu 16 tuổi nó chưa đủ 18, cho nên mình phải có trách nhiệm với cháu. Còn cái việc cháu 24 tuổi đó, con không nhất thiết phải gọi cháu về, vì cháu nó có quyền đi hoặc là ở. Ha. Vâng. Nhưng cái quan trọng nhất là cô đang nói với con đó, cái sinh hoạt mà con nói con hầu hết á, thì cháu nó đã không có mạnh mẽ để nó đi làm, nó không có ý chí. Mà nó đi chơi lêu lổng như vậy, nhưng về nhà thì cơm vẫn ăn ba bữa, đúng không ạ? Vâng. Cái gì không cần phải phấn đấu, nó cũng vẫn cơm phải ba bữa, mẹ vẫn thương mà. Cho nên đấy là mình nhận tiếp tay cho con mình đấy, chứ không phải là mình thương con. Cái này gọi là thương mà thương hại đấy. Với cháu 16 tuổi đó, con về Trực Ninh đưa cháu về, nhưng con phải nói một điều kiện: nếu con về mà con sửa đổi ngoan ngoãn, học nghề, con không học chữ thì con học nghề xong con đi làm, thì đấy là mọi người bảo bọc con. Còn nếu con về Trực Ninh mà con lêu lỏng, con chơi thì không có ai nuôi con hết, bởi mẹ thì nằm chỗ rồi. Rồi. Đúng không ạ? Tức là sự thật, mình phải nói sự thật chứ con không có thể giấu cái sự thật đi được. Con có đồng ý không? Và con cũng bảo hết lời, nhưng mà bây giờ chúng nó toàn đổ hết tội tại con chẳng biết là rồi. Sao được. Bây giờ cô đang nói với con ấy. Con đừng có sợ là con nó đổ cho con. Mà cái quan trọng là con có làm gì sai không? Làm, con nói là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, suốt bằng ấy năm trời. Thì con sai ở chỗ nào? Con quật nuôi hai đứa con, chồng thì bỏ. Con sai ở chỗ nào? Có sai chăng là cái mà con quá tình cảm á, con tạo cho cháu nó không bị ỷ lại vào mình. Đấy là cái sai đấy. Cho bây giờ mà con đừng sợ là các cháu nó trách con thế này thế khác á, thì con lại cứ xa lời như vậy. Và cô cũng nói thật mà con không thay đổi cái cách nghĩ như vậy đó, con về nhà ngoại dưới đó thì người ta cũng không chấp nhận đâu. Tại vì thấy nó vô lý quá, đúng không ạ? Cho nên con nói như vậy để con hiểu rằng là con hiểu cho đúng vấn đề, thì con sẽ có cách chia sẻ đúng. Còn lương tâm của mình á, thứ nhất là mình bỏ con, đáng lẽ bây giờ con nó phải phụng dưỡng mình ấy chứ. Mặt nghèo như thế này chứ tại sao con lại phải lo là mình làm như vậy là không đúng, mình sợ con ấy chê trách mình. Cho nên nhiều khi cái cách nghĩ của mình á, nó không có ổn con ạ. Nó bây giờ mình làm khổ mình á. Thì lại con ốm rồi, con cứ thân gần để cứ day dứt rồi không biết làm sao, sống thế nào cuộc đời. Nhưng mà may là con còn có nhà, có cửa con ạ. Đó. Thì bây giờ đã thay đổi, mua cái nhà nho nhỏ thôi, đủ để ở và phòng thân. Vì ai giúp mình thì người ta cũng phải có cái điều kiện, đúng không? Và như vậy đó thì mình đủ để mà mình lo cái thân mình. Cô nghĩ rằng là con sẽ chữa một thời gian là con sẽ ổn thôi. Ha? Tại vì á, bây giờ mình không có nghỉ ngơi. Còn giờ con phải về con nghỉ ngơi hẳn đi. Con bị khớp với bị gì nữa? Con thì bệnh khớp bây giờ, kiểu nó uống nhiều quá thì nó cũng... Nói chung là nó cũng ổn, không ảnh hưởng đến dạ dày. Nói chung là nó cũng rất là bi quan. Dạ, nhưng mà không sao con ạ. Cô nói lại, bệnh gì thì có thuốc ấy. Vấn đề quan trọng là tại vì cái tâm trí con nó không yên ổn, cho nên là con rất mệt mỏi. Đúng không? Đó. Nhưng bây giờ cô phân tích như vậy để cho con hiểu ra. Con đừng nghĩ và con đừng sợ là con nó nói con sống không đúng. Mà cô chỉ sợ là đừng có sợ là cháu nó nghĩ sai về mình. Mình sống có đúng hay không thì cô nói là con đã làm hết sức rồi. Hai mươi mấy năm trời nay kiệt quệ rồi. May bây giờ là còn có bên ngoại chìa tay ra nâng đỡ mình. Cho nên cô mong rằng là bản thân con đó, tối nay đó con chia sẻ với chương trình. Và chắc chắn nếu mà con thấy rằng là một lúc nào đó con nghe lại chương trình phát lại đó, con bình tĩnh hơn con nghe. Thứ nhất là mình thông cảm với các cháu là nó thiệt thòi, nó không có bố. Không có nghĩa là cháu thiệt thòi không có bố, mà mình cứ choàng hết việc cho con, để rồi cuối cùng các cháu nó trở thành một cái người không bao giờ lớn nổi, không có trưởng thành và không có trách nhiệm với mẹ. Thì cái này là cũng có lỗi ở phần mình nữa. Nên cô mong con rằng là tối hôm nay đó là con chia sẻ với cô như thế. Dĩ nhiên là nó không đủ để cho con nói hết, nhưng chắc chắn là những cái vấn đề chính căn bản là như vậy. Con hãy sắp xếp để làm sao có thể chuyển về Trực Ninh, đổi lấy một căn nhà nó vừa vừa thôi, còn một chút để giữ lấy phòng thân để mà chữa bệnh cho khỏi.
khi mà mình chữa bệnh khỏi rồi đó thì mình sẽ làm việc được thôi chứ không có gì hết con ạ. Tại vì con hay làm, con chịu khó chứ con có lười đâu, đúng không nào? Đấy, bây giờ là cái tâm hồn mình nó phải nhẹ nhõm, yên ổn rồi thì lúc đó con chữa bệnh nó mới thuyên giảm. Nó thuyên giảm rồi lúc đó mình làm cái gì, mình có hai bàn tay, có cái khối óc thì mình sẽ làm được việc thôi. Còn cô nói lại, đôi khi mình cũng phải bắt chước ông bà đều nói một câu rằng là đời cua cua máy, đời cháy cháy đào. Con suy nghĩ cái này, chứ không phải con là người thiếu trách nhiệm nhé. Chào con. Dạ. Dạ vâng, những điều cần nói thì cô cũng đã chia sẻ với chị. Mong rằng chị có thể nghe lại để hiểu kỹ hơn, hiểu rõ hơn những gì mà cô đã nói. Chị đã làm hết trách nhiệm, hết sức lực của mình rồi, và bây giờ không thể nào cố thêm được nữa, nên là mình phải biết cách, ngay cả với con mình thì cũng có lúc cần phải dừng lại như thế nào, theo cách nào chị ha. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau.